cái con ong nó chích cháu. Thế là ngứa quá cháu gãi đây này. Hôm nay sắp khỏi rồi, vết thương khô rồi, mọc da non rồi. Đó, cháu sắp khỏi rồi. Ba ngày bác sĩ đến chích 2 mũi thuốc, mỗi ngày chích 2 mũi là 3 ngày là 6 mũi thuốc, giờ cháu khỏi rồi. Đấy, cháu sắp sinh gái rồi. Đấy, giờ da non lên. Còn con ong nó chích ấy, ngứa quá. Ngứa ơi là ngứa. Đấy, đây đây đấy, đang nhìn ra cái thằng Mực đấy, thằng Mực đang ăn này, đang nhìn rình ra. Đang rình để vết bát đấy. Đang rình để vết bát đấy mà. Đấy. À, vết bát. Ừ, thì vết bát. Đó. Thế cho nên mới béo là vậy. Thằng Mực nó có chọn có mỗi mấy miếng thịt à, nó không có ăn nhiều. Đấy. Cho nên béo quá, béo rồi như con bê rồi. Thằng Mực ăn có mấy miếng thịt rồi nó bỏ. Bà Nho ăn hết.